gần như chắc chắn chủng Omicron không nghiêm trọng hơn chủng Delta. Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci hôm ngày 7 tháng 12 cho biết, mặc dù sẽ cần thêm nhiều tuần để đánh giá mức độ nghiêm trọng của Omicron, nhưng các dấu hiệu ban đầu cho thấy nó không nguy hiểm hơn các biến thể trước đó và có thể nhẹ hơn. Hãng AFP dẫn lời ông Fauci nhận định về ba nhóm thông tin chính cần biết về Omicron. Đó là khả năng lây truyền, khả năng né tránh miễn dịch từ vaccine hoặc mắc bệnh trước đó và mức độ nghiêm trọng của bệnh tiến sĩ anthony fauci cho rằng biến thể mới này rõ ràng có khả năng lây truyền cao rất có thể là cao hơn delta hiện là biến thể trội trên toàn cầu tích lũy dữ liệu dịch tễ học từ khắp nơi trên thế giới cũng cho thấy khả năng tái nhiễm của người nhiễm biến thể omicron cao hơn theo tiến sĩ fauci các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm nhằm kiểm tra hiệu quả bảo vệ của vaccine trước biến chủng này sẽ diễn ra trong vài ngày đến một tuần tới bên cạnh đó ông fauci hiện đang là cố vấn y tế cấp cao của tổng thống joe biden khẳng định rằng omicron gần như chắc chắn không nghiêm trọng hơn delta ông nói có một số bằng chứng cho thấy nó thậm chí có thể ít nghiêm trọng hơn bởi vì khi nhìn vào số nhóm đang được theo dõi ở nam phi tỷ lệ giữa số ca mắc và số ca nhập viện dường như ít hơn so với delta Tuy nhiên ông lưu ý rằng phải thận trọng với số liệu này vì các nhóm dân số được theo dõi có xu hướng lệch về giới trẻ và ít có khả năng phải nhập viện hơn. Tiến sĩ Fauci nhận định rằng kịch bản tốt nhất là biến thể Omicron dễ lây lan hơn nhưng không gây bệnh nặng hơn và không làm tăng số ca nhập viện và không qua khỏi. Trường hợp xấu nhất là nó không chỉ lây lan nhanh mà còn gây ra bệnh nặng, ông nói thêm, nhưng ông Fauci cho rằng tôi không nghĩ rằng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.